5 ngày sau trận thua Real Madrid tại bán kết Champions League, Manchester City nhanh chóng thông báo họ đã thành công trong việc chiêu mộ Erling Haaland, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu hiện tại. Ai cũng hào hứng với sự kết hợp này khi đã từ rất lâu rồi Pep Guardiola mới tự tay đem về một số 9 thuần như Haaland. Tuy nhiên, có một người lại không cảm thấy như vậy, bởi anh biết rằng quãng thời gian tại City của mình đang chuẩn bị đi đến hồi kết. Đó là Gabriel Jesus. Mặc dù Pep rất muốn giữ cầu thủ người Brazil lại sân Etihad, nhưng anh biết rằng nếu muốn được ra sân thường xuyên hơn, đặc biệt là khi World Cup đã kể cận như này, ra đi sẽ là quyết định sáng suốt nhất. Và Jesus đã lựa chọn bến đỗ mới của mình là Arsenal, nơi anh sẽ được tái hợp với ông thầy cũ Mikel Arteta, người đã từng có quãng thời gian làm việc cùng tiền đạo người Brazil tại City từ năm 2016 cho đến 2019. Với một người hiểu rõ những gì mà Jesus có thể đem lại, Arteta đã không mất nhiều thời gian để lắp ghép cậu học trò cũ của mình vào hệ thống hiện tại của Arsenal. Trận đấu với Bournemouth vừa qua chính là một minh chứng rõ nét cho điều này. Khi dù chỉ đóng góp có một đường kiến tạo, thế nhưng sức ảnh hưởng của cựu cầu thủ Palmeiras lên lối chơi của pháo thủ vẫn là cực lớn trong chiến thắng 3-0 của đội bóng phía Bắc London này. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình nhìn lại màn trình diễn của Jesus trong trận đấu này để xem anh có xứng đáng với những lời ca tụng mà các cổ động viên Arsenal dành cho hay không nhé. Giống như các trận đấu trước, Jesus được Arteta xếp thi đấu cao nhất trên hàng công và được cho phép hoạt động rộng, thường xuyên di chuyển vào các khoảng trống ở between the lines để tạo mối liên kết với các đồng đội, thay vì mắc võng trong vòng 16m50 như một mẫu số 9 cổ điển. Bằng chứng là nếu nhìn vào heatmap của cựu cầu thủ Manchester City ở trong trận đấu với Bournemouth, có thể thấy Jesus hoạt động chủ yếu ở khu vực rìa vòng cấm, đặc biệt là ở bên cánh phải và half space. Một trong những điều ấn tượng nhất khi xem Jesus thi đấu đó là khả năng nhận biết không gian và di chuyển không bóng của cầu thủ người Brazil là rất thông minh. Số 9 của Arsenal rất ưa thích những tình huống chọn vị trí song song với hậu vệ đối phương, rồi lựa chọn thời điểm thích hợp để sử dụng khả năng bứt tốc của mình để luồn ra phía sau hàng thủ và đón những đường chọc khe hay càng ngang từ đồng đội. Tuy nhiên, Jesus có một điểm trừ nho nhỏ ở khoản này, đó là anh thường hơi vội vã trong một vài tình huống, dẫn đến việc đặt bản thân vào tư thế việt vị và khiến cho tình huống bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Bàn thắng hụt của anh chính là minh chứng rõ nhất cho điều này, khi tiền đạo số 9 đã lựa chọn vị trí thông minh và sử dụng khả năng bứt tốc tốt của mình để bất ngờ băng xuống. Đáng tiếc là Jesus đã xuất phát hơi sớm và bị rơi vào thế việt vị, khiến cho bàn thắng sau đấy của anh không được công nhận. Không chỉ sử dụng khả năng ở bộ để tạo ra các cơ hội cho riêng mình, Jesus còn biết sử dụng nó để hỗ trợ các đồng đội. Khi anh thường xuyên có những tình huống dạt biên để kéo các hậu vệ bòn mở theo mình, từ đó mở ra các khoảng trống ở trung lộ để những Martinelli hay Odegaard băng vào khai thác, khiến The Cherries gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với hàng công của đội khách. Như ở pha bóng này chẳng hạn, tiền đạo người Brazil dạt biên để kéo theo trung vệ của bòn mở theo mình, từ đó mở ra khoảng trống lớn cho Martinelli di chuyển và đón được chọc khe của Saka và tạo ra một cơ hội nguy hiểm cho Arsenal. Tuy nhiên, trước một khối lớp lót chặt chẽ mà đội chủ sân Vitality đã dựng ra, sẽ có rất ít các khoảng trống để Jesus có thể phô diễn khả năng ở bộ này. Tuy vậy, đây lại là cơ hội để anh cho mọi người thấy một điểm mạnh khác trong lối chơi của mình, đó là khả năng liên kết với các đồng đội xung quanh. Tân binh của pháo thủ rất chịu khó lùi sâu và xuất hiện ở các khoảng trống thuận lợi để mở ra những góc truyền mới cho đồng đội, giúp Arsenal tạo được lợi thế quân số ở giữa sân và có thể lên bóng dễ dàng hơn trước khối lớp lót của đối thủ. Ví dụ như tình huống này, khi lựa chọn chuyền bóng tới Odegaard bị đối phương khóa chặt hoàn toàn, số 9 của Arsenal đã lùi sâu để mở ra một góc chuyền mới cho đồng đội, giúp pháo thủ vẫn có thể tịnh tiến bóng lên phía trên mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Không những vậy, Jesus còn khiến nhiều người bất ngờ với khả năng hold up rất tốt của anh, đặc biệt là với một cầu thủ nhỏ con như vậy. Cầu thủ người Brazil biết cách sử dụng cơ thể một cách khôn khéo thông qua những tình huống hạ thấp trọng tâm và dựa lưng tỉ đè, kết hợp với khả năng thăng bằng giúp anh vẫn có thể kiểm soát được trái bóng, dù phải chịu sự truy cản tới từ những trung vệ cao to hơn rất nhiều bên phía Bournemouth. Như trong pha bóng này chẳng hạn, khi phải nhận bóng trong tư thế quay lưng, Jesus đã hạ thấp trọng tâm và dựa lưng tốt, giúp anh bảo vệ được bóng dưới áp lực từ hậu vệ của Bournemouth. Pha xử lý này của số 9 sau đó đã thu hút thêm sự chú ý của hai cầu thủ đối phương, giúp Saka có được khoảng trống lớn khi nhận đường chuyền sau đó của Jesus. Hơn thế nữa, với lối đá đơn giản ít chạm đặc trưng của những cầu thủ trưởng thành dưới trướng của Pep Guardiola, những pha làm tường của Jesus luôn có độ hiệu quả rất cao. Khi anh chỉ cần từ 1 đến 2 chạm thôi là có thể đưa bóng đến những vị trí cần thiết rồi. Rất phù hợp với những bài đánh 1-2 hay third man run mà Arteta cho các cầu thủ của mình triển khai trong trận đấu vừa rồi để khoan thủng khối bê tông dựng phía trước không thành của thủ môn Mark Travers. Ví dụ như ở đây, Jesus đang có pha phối hợp 1-2 ở tốc độ cao với Martinelli, giúp cầu thủ đồng hương của mình có thể đâm thẳng vào space và buộc Bournemouth phải phạm lỗi để ngăn chặn một pha bóng nguy hiểm. Đôi khi, những thứ trên vẫn là chưa đủ để giúp một đội bóng có thể đánh sập được hệ thống phòng ngự kín kẽ mà đối thủ đã dựng lên. Lúc này, họ sẽ cần đến một người có thể tạo ra sự đột biến trong lối chơi của toàn đội. Và đó cũng là những gì mà cựu cầu thủ Manchester City đã đem đến cho Arsenal bằng khả năng đi bóng của mình trong trận đấu với Bournemouth.
Tiền đạo người Brazil sở hữu tốc độ và kỹ năng xử lý bóng khéo léo, giúp anh có thể vượt qua vòng vây của đối phương một cách dễ dàng. Và chính nhờ điều này mà Jesus đã giúp cho Arsenal có thể mở khóa được hàng thủ của Bournemouth từ sớm, khi anh có một pha nhảy múa giữa sự vây giáp tới từ 4 cầu thủ bên phía Bournemouth trước khi tung ra đường chọc khe cho Martinelli băng xuống dứt điểm, dẫn đến bàn thắng sau đó dành cho Odegaard. Xuất sắc trên mặt trận tấn công, nhưng những gì mà Jesus đem lại cho Arsenal ở khâu phòng ngự cũng là điều không thể xem nhẹ được, khi anh là một nhân tố hết sức quan trọng trong hệ thống pressing có dạng 4-2-3-1 mà Arteta triển khai để đối phó với khối 2-4 của Bournemouth. Số 9 của pháo thủ đưa ra nhiệm vụ sẽ là người gây áp lực chính tới hai trung vệ của đối phương, đồng thời bê góc chuyển của họ tới vị trí thủ môn để cùng các đồng đội khóa chặt các lựa chọn chuyền bóng xung quanh và ép cho The Cherries phải thực hiện những đường bóng dài lên phía trên để thoát áp lực. Tình huống này là một ví dụ cho thấy được điều đó, khi cựu tiền đạo Manchester City di chuyển khéo léo để chắn hướng chuyền về thủ môn của trung vệ Bournemouth, ép đối thủ phải đưa bóng ra biên rồi sau đó cùng Saka bóp nghẹt khoảng không ở đây để buộc đối phương phải phất dài. Ngoài những đóng góp ở khâu gây áp lực, Jesus cũng là một cầu thủ rất chịu khó thực hiện những tình huống hỗ trợ phòng ngự cho các đồng đội, đặc biệt là trong những tình huống phản công nhanh. Với khả năng bứt tốc quá ngắn và một tốc độ tốt, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Palmeiras có thể nhanh chóng trở về phòng ngự kịp thời và tạo áp lực lên cầu thủ cầm bóng của đối phương, làm chậm đi nhịp tấn công của đối thủ. Thậm chí, trong những trường hợp cần thiết, số 9 người Brazil cũng sẽ không ngần ngại thực hiện những pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn chặn một đợt phản công nhanh nguy hiểm mà đối thủ tạo ra, giúp khung thành của Aaron Ramsdale được bảo vệ chắc chắn từ phía xa. Nhưng trong tình huống mà Xhaka để mất bóng ở khu vực giữa sân, Jesus đã nhanh chóng lùi về và thực hiện một pha phạm lỗi chiến thuật, giúp Arsenal tránh được một pha phản công từ Bournemouth. Trong thời buổi bão giá, thị trường chuyển nhượng đảo điên với hàng loạt những bom tấn trị giá tới cả 100 triệu euro nổ ra liên tục. Việc Arsenal chiêu mộ được một tiền đạo đẳng cấp như Gabriel Jesus với mức giá chỉ 50 triệu euro thực sự là một thương vụ quá hời đối với họ, nhất là sau những gì mà tiền đạo người Brazil đã thể hiện trong 3 vòng đấu đầu tiên của Premier League. Nếu Jesus vẫn giữ vững được phong độ như thế này trong quãng thời gian sắp tới, các pháo thủ hoàn toàn có thể mơ về một vị trí trong top 4 vào cuối mùa, hay thậm chí là trở thành một ứng cử viên cạnh tranh cho chức vô địch EPL cho một tương lai không xa. Và đó cũng là phần kết cho video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn ủng hộ Gen trong suốt thời gian qua. Nếu thấy hay, hãy bấm like, share và subscribe kênh cho chúng mình nhé. Bên cạnh bóng đá, đừng quên là chúng mình còn có Gen Cine, Gen Esport và một kênh chuyên livestream Gen Tactics nữa nhé. Đừng tiếc gì một subscribe cho những kênh này để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.